Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của HD Radio. Ngày nay mình sẽ review về một dòng loa đến từ thương hiệu Fender. Đây là dòng loa đến từ Mỹ, khá là nổi tiếng. Và đây chính là sản phẩm được làm mưa làm gió tại trong thời gian gần đây. Và như video clip trước mình có làm về cái dòng series này, nhưng mà đề cao hơn đó chính là dòng Fender Bubble Event Series 2. Thì mình nhận được rất là nhiều sự đánh giá và sự quan tâm của phía khách hàng. Và cũng có rất nhiều khách hàng yêu cầu mình làm thêm những dòng series loa của Fender này. Và để đáp ứng được cái nhu cầu đó thì hôm nay dòng loa Fender Confine Series 2 này vừa mới cập bến tại HD Radio, mình cũng làm clip luôn cho các bạn để các bạn trải nghiệm và đánh giá nó khác nhau giữa các series nó sẽ có như thế nào, những tính năng chi tiết như thế nào. Thì ngay bây giờ đây chúng ta cùng đi chuyên sâu hơn về sản phẩm nha các bạn. Và bây giờ đây chúng ta cùng nhau mở nắp thùng của sản phẩm ra để xem chi tiết bên trong nha các bạn. Và nó sẽ có bốn cái mắt cài nằm ở mặt trước và mặt sau như thế này. Chúng ta rất là dễ dàng thao tác để tháo mở sản phẩm. Các bạn nghe tiếng tách rất là đã luôn. Khi mà mình lấy sản phẩm ra nó sẽ gồm hai loa như thế này và một cái cục trung tâm. Đây được coi như là bàn mixer chính giữa như thế này, dùng để điều khiển cho hai loa trái phải. Dòng series đời này khá là nhỏ gọn hơn so với con Fender Bubble Event Series 2 đời trước mà mình review. Thì các bạn cũng có thể thấy là nó sẽ nhỏ hơn, chi tiết hơn và nó sẽ gọn hơn cái dòng kia. Và bây giờ mình sẽ quay máy quay lại sát hơn để review cho các bạn xem chi tiết hơn về sản phẩm nha các bạn. Đầu tiên đó chính là trụ trung tâm như thế này, các nấm tinh chỉnh như thế này, các bạn có thể thấy nó như là một bàn mixer để điều khiển và trộn âm thanh ra hai cái loa trái phải như thế này. Và nhìn vào thì các bạn thấy nó rất là gọn. Các cổng line nó sẽ tích hợp 5 cổng line nha các bạn. So với dòng series đời trước, Bubble Event Series 2 nó sẽ có tích hợp 7 cổng line. Còn series này đời thấp hơn nó sẽ có 5 cổng line, giúp cho những việc những người mà khi mà chúng ta không có chơi nhiều dụng cụ line, chúng ta muốn mua sản phẩm thì chúng ta nên chọn dòng này, nó sẽ khá phù hợp cho các bạn. Đầu tiên mình có thể nói đến đó chính là cái dòng master volume tổng. Đây là công suất đầu ra của thiết bị. Đây, được nằm ở phía trên như thế này, chúng ta có thể kiểm soát lượng đầu ra. Và tiếp đến đó chính là bốn cổng volume kiểm soát đầu vào của thiết bị như thế này. Channel 4 và 5 nó sẽ chung một đường line như thế này. Đây là tín hiệu đèn LED. Nó sẽ xuất hiện cái đèn như thế này để giúp cho chúng ta khi mà loa hoạt động ở mức công suất cao hoặc thấp nó sẽ báo hiện đèn như thế này. Nếu mà loa đang ở mức công suất cao nó sẽ báo tín hiệu đèn đỏ. Lúc đó chúng ta sẽ giảm cái nguồn vào hợp lý để chúng ta có thể chơi được nó mượt mà hơn. Và tiếp đến cái chữ tông này trên mỗi line như thế này giúp cho chúng ta có thể cân chỉnh âm sắc của từng line thiết bị như thế này. Và dòng này nhược điểm của nó là nó chỉ có tăng giảm chung như thế này so với dòng Fender Bubble Event Series 2. Thì nó khi mà cân chỉnh mặt âm sắc của dòng loa đó nó sẽ gồm là bass, mid và chép. Nó cân chỉnh sẽ chi tiết hơn so với dòng loa Bubble Event Series 2 này. Và rồi cũng là một nhược điểm nhỏ của dòng loa. Tiếp đến đó chính là những nút tinh chỉnh như thế này là chúng ta sẽ lựa chọn hai nguồn thiết bị, đó chính là một là chúng ta gắm mic vô có dây hoặc không dây vào. Cái thứ hai là chúng ta có thể ghim đàn guitar hoặc gen và những cái thiết bị nguồn vào khác mà chúng ta chọn như thế này, và chúng ta sẽ tích hợp chọn một là mic hay là line để đáp ứng chọn cho nó phù hợp để chúng ta có thể chơi âm thanh cho nó ra chất lượng nó phù hợp hơn so với các cổng nguồn vào mà chúng ta cắm vào. Và Bluetooth ta cũng được sử dụng là Bluetooth 5.0. Đây channel 4.5 cũng được ghim vào cổng 6 ly. Ở phía dưới đây là nó sẽ tích hợp luôn cổng phone out như thế này, giúp cho khi mà chúng ta trải nghiệm âm thanh mà chúng ta không muốn loa phát ra từ tín hiệu từ bên ngoài thì chúng ta có thể ghim cọng dây iPhone vào và chúng ta nghe để cảm nhận âm thanh, chất âm mà nó mang lại cho các bạn từ chính cái tai nghe của bạn, nó sẽ đáp ứng và nghe nó chi tiết hơn. Đây, nó cũng sẽ có một cái núm volume cân chỉnh riêng cho cái đường tai phone như thế này. Đây là núm tín hiệu của nguồn và jack 3.5 stereo in. Và thêm một nhược điểm của dòng loa này thì nó không tích hợp hỗ trợ cổng 6 ly của sub out.
Thì điều này giúp cho việc khi mà chúng ta chơi ở những không gian lớn, chúng ta khi mà bắt quá mà yếu, chúng ta sẽ không thể nào mà can thiệp và cho thêm một cục sức nào để giúp cho tiếng bass nó căng tròn và đầy đặn hơn so với dòng loa Fender Bass Boost Event Series 2 trước mà mình có review. Thì nó có tích hợp luôn lỗ 6 ly như thế này. Cái ưu điểm của dòng đó là như thế này, nhược điểm thêm một nhược điểm nhỏ nữa, nhưng mà cũng không đáng kể. Nếu chúng ta chơi ở mức không gian tầm 30 đến 50 mét vuông, tầm 15 cho đến 20 người thì chúng ta chơi ở không gian đó thì thoải mái, loa đáp ứng thoải mái và không có tình trạng thiếu hụt gì nha các bạn. Và đó chính là tất cả của phần mặt trước của loa. Và bây giờ đây mình sẽ quay về phần mặt sau cho các bạn xem nha. Đây. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là phần trên này sẽ là một hộc để dây kết nối tín hiệu giữa hai loa trái và phải, cũng như là dây nguồn để cung cấp cho thiết bị. Đây. Ưu điểm khi mà hãng làm sử dụng một cái hộc như thế này để cho chúng ta có thể nó gọn gàng hơn khi mà chúng ta không cần phải sắp đi theo những cái dây nhỏ rườm rà như thế này. Đây là điểm khá là ưu điểm so với dòng loa này. Và các thông số kỹ thuật của hãng. Đây là hai cổng 6 ly dùng để kết nối loa trái và loa phải. Nguồn vào được sử dụng điện là nguồn 110 đến 230V. Và hãng cũng để luôn một cái miếng nhựa như thế này và dàn lốc xít như thế này để giúp cho chúng ta khi mà lỡ tay mà chúng ta có lỡ gạt qua điện 110 mà chúng ta ghim vào ổ điện 220 thì nó dễ dàng gây ra trái cầu chì giống như các bạn. Đây là một điều tinh tế mà hãng đã làm cho thiết bị như thế này. Và đây là cổng on off thiết bị. Đây là cổng ghim nguồn. Về phần mặt sau thì cũng không có gì nhiều để mà nói thêm gì hết các bạn. Và đây là phần mặt trước của loa. Đây, khi mà các bạn có thể nhìn vào thì chúng ta có thể thấy được một miếng ngai căng. Hãng được làm khá là tinh tế và chắc chắn rồi các bạn. Đây, khi mà mình nhấn vào, mình gõ mạnh như thế này thì màn lưới ngai căng nó cũng không rung nhẹ dù chỉ là một chút nào luôn á. Điều này giúp cho việc khi mà chúng ta chơi ở mức công suất cao, những giải loa bass mà nó có nhiều quá, nó cũng không gây ra ảnh hưởng là rè, rung hoặc là nhiễu ngai căng. Loa được sử dụng là loa hai đường tiếng, một củ loa bass với đường kính là 13cm và hai củ loa chép 7cm. Loa được tích hợp hai củ loa chép như thế này sẽ giúp cho bổ sung cho âm chép nó được sáng hơn, chi tiết hơn và mịn màng hơn. Loa cũng được tích hợp thêm hai lỗ thông hơi như thế này. Điều này đằng trước. Điều này giúp cho việc khi mà chúng ta chơi ở mức công suất cao, tình trạng loa bass khi mà nó cho ra nó cũng không phù loa, rền loa và chúng ta chơi được mượt mà hơn, chân thật hơn. Và phía dưới này là cổng 6 ly dùng để kết nối giữa hai loa và cục điều khiển trung tâm như thế này như mình đã review. Và tổng công suất của loa là sẽ là 175W. Với công suất này thì chúng ta chơi ở những không gian tầm 30-50m2 thì như mình cũng đã nói là khá là thoải mái luôn nha các bạn. Và cân nặng của loa chỉ có 4kg thôi các bạn, rất là nhẹ luôn các bạn. Đây, mỗi loa sẽ là 4kg, hai loa sẽ là 8kg và một cục trung tâm này sẽ là 6kg. Khi mà gắp vào nó tổng trọng lượng là 14kg, rất là nhẹ nhàng, không quá nặng nề so với những dòng loa khác. Và đó là tất cả những gì tính năng chi tiết mà mình review cho các bạn trong video clip ngày hôm nay. Và đến đoạn mà mình mong chờ nhất, cũng như là các bạn cũng đang rất là mong chờ, đó là đoạn thử nghiệm chất âm của sản phẩm. Thì không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ đây mình sẽ mở cho các bạn một vài đoạn nhạc và mình sẽ hát thử trên loa này để cho các bạn trải nghiệm chi tiết của sản phẩm hơn nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và vừa rồi chúng ta cũng đã cùng trải nghiệm chiếc âm mà dòng loa Fender Budboost Conference Series 2 này mang lại. Không biết các bạn trải nghiệm như thế nào, các bạn có thể để lại một bình luận bên dưới để cùng các kỹ thuật viên cũng như tôi giải đáp được cái thắc mắc của các bạn về sản phẩm cũng như là chi tiết của sản phẩm nha các bạn. Và nếu các bạn muốn nghe thử trực tiếp, các bạn có thể đến các hệ thống showroom của chúng tôi để có thể trải nghiệm âm thanh một cách chân thực nhất. Và dòng loa sản phẩm ngày hôm nay mình review đang có mức giá bán tại HD Radio là 11.800.000 đồng. Đây là mức giá chương trình Big Sale tháng 8 của HD Radio. Không những là những sản phẩm này mà tất cả những cái sản phẩm HD Radio đang bán cũng có chương trình ưu đãi rất là nhiều nha các bạn. Và cách thức mua hàng của HD Radio nó sẽ có 3 hình thức chính sau đây. Cách thứ nhất thì các bạn có thể ứng vào trang web HD Radio để chọn lựa cho mình những cái sản phẩm nào mà các bạn muốn mua. Các bạn nhấn vào đặt hàng vào trong cái giỏ hàng thì sẽ có bộ phận online sẽ gọi điện xác nhận đơn hàng và sẽ gửi, cũng như là các bạn ở xa sẽ gửi đơn hàng cho các bạn. Và cách thứ hai là các bạn có thể gọi điện đến số hotline 1800 0042 để được các nhân viên tư vấn bán hàng miễn phí cho các bạn. Và cuối cùng là các bạn có thể đến trực tiếp hệ thống showroom của chúng tôi để thử và trải nghiệm các sản phẩm nào mà các bạn yêu thích, mong muốn, để chúng ta có thể sở hữu cho mình những sản phẩm mà các bạn đang tìm hiểu và mong muốn nhất. Và các sản phẩm mà HD Radio đang bày bán đang có chương trình trả góp ưu đãi 0% và giao hàng lắp đặt miễn phí tận nơi, tối đa bán kính 30 km tính từ chi nhánh gần nhất. Và video clip đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nếu thấy video clip này hay, hãy bấm vào like và đăng ký kênh để mình có thể ra thêm những video clip khác review những sản phẩm cho các bạn cùng trải nghiệm. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.